Đàn bà hồi xuân thèm của lạ, giấu kỹ đến đâu chắc chắn cũng sẽ để lộ bốn dấu hiệu này. Các bạn thân mến, độ tuổi hồi xuân là một trong những cái độ tuổi gắn liền với cái nhan sắc một lần nữa được thắm lại của các chị em phụ nữ, với vẻ đẹp rất là mặn mà và khiến cho rất nhiều người đàn ông phải điên đảo, phải chao đảo vì mình. Và hồi xuân thì chính là quãng thời gian mà chị em phụ nữ sẽ diễn ra, tuy rằng ngắn ngủi thôi trước cái giai đoạn tiền mãn kinh, nhưng mà sẽ mang đến cho chị em một cái cuộc sống rất là phong phú. Nhiều chị em phụ nữ trở nên vui vẻ, yêu đời và hưng phấn hơn sau một thời gian hứng chịu những cái cơn bốc hỏa, những cái cơn khó chịu và mệt mỏi do tiền mãn kinh gây ra. Và đặc biệt là nhu cầu tình dục của các chị em phụ nữ tăng cao đáng kể trong quãng thời gian này. Khả năng ân ái, khả năng sex của chị em phụ nữ độ tuổi hồi xuân khiến cho các anh chồng phải tròn mắt kinh ngạc, kể cả là về độ sung mãn và kể cả là với độ chín muồi về các kỹ năng giường chiếu. Chị em bắt đầu có sự đòi hỏi khắt khe hơn ở phía người bạn đời của mình trong chuyện chăn gối. Những khao khát, những mong muốn được thỏa mãn khi quan hệ luôn tràn đầy ở những người phụ nữ tuổi hồi xuân. Nhu cầu ân ái mạnh mẽ, kỹ năng giường chiếu điêu luyện của chị em sẽ tạo ra một cái sự cộng hưởng rất lớn. Và nếu như người chồng mà có thể bắt kịp và nhiệt tình, nhiệt liệt hưởng ứng thì chắc chắn đời sống của các anh chị sẽ có một bước ngoặt rất lớn trong giai đoạn này. Ngược lại, phái mạnh trong độ tuổi này thì dường như lại hơi tụt phong độ một chút, các anh không còn được mạnh như trước đây nữa. Đương nhiên rồi, theo thời gian và tuổi tác thì sức khỏe tình dục của đấng mày râu cũng bắt đầu yếu đi. Nhu cầu của các anh bắt đầu quân bình, sóng bắt đầu yên ả hơn, không còn sung mãn như thời trai trẻ nữa. Một số các anh còn mắc phải các cái tình trạng như là yếu sinh lý, ham muốn giảm hay là các cái bệnh về phụ khoa. Và chính những cái sự lệch pha khi chị em phụ nữ bước vào lứa tuổi hồi xuân này khiến cho nhiều cặp vợ chồng trở nên cái vấn đề nhạy cảm và thiếu sự cân bằng trong đời sống chăn gối. Và khi người đàn ông không đáp ứng được nhu cầu tình dục thì người phụ nữ bắt đầu xuất hiện những cái tư tưởng sai trái và lệch lạc. Những suy tưởng này dễ biến thành hành động khi mà sự bất hòa tình dục của hai vợ chồng cứ âm ỉ kéo dài mà mãi không thể giải quyết được. Chính vì vậy mà tỷ lệ phụ nữ hồi xuân ngoại tình luôn cao hơn so với những lứa tuổi khác. Và người phụ nữ lứa tuổi hồi xuân dù có giấu kỹ và có tinh ý giấu nhẹm chồng với những cái dấu hiệu như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi bốn dấu hiệu này. Thứ nhất là chị em sẽ lạnh nhạt và thờ ơ trong chuyện chăn gối, trong khi đời sống và nhu cầu là rất là cao. Tần suất quan hệ của phụ nữ trong giai đoạn này phải lưu ý là rất là cao. Họ đòi hỏi người bạn đời nhiều hơn và lịch sinh hoạt vợ chồng cũng cần phải dày đặc hơn. Nhưng bỗng nhiên một ngày cô ấy trở nên không còn hứng thú với chuyện này nữa. Ngay cả cái thái độ nồng nhiệt mời chào người chồng cũng không có, mà người vợ gần như đôi khi còn kiếm cớ để ngánh xa chồng. Thì chính cái sự lạnh nhạt, sự thờ ơ trong quan hệ vợ chồng là một dấu hiệu cho thấy cô ấy có thể đã tìm được một người mới đáp ứng đầy đủ những cái mong muốn và thậm chí là đáp ứng tốt hơn người bạn đời của mình rất nhiều, thế nên không còn cần từ phía chồng nữa. Cái dấu hiệu thứ hai của cái người đàn bà hồi xuân khi thèm của lạ ấy, đó chính là sẽ đột ngột, tự dưng ít quan tâm đến gia đình và con cái hơn. Phụ nữ bao đời luôn là những cái người dành nhiều tâm sức cho gia đình và chồng con. Sau khi kết hôn, chồng con dường như là cả cuộc sống của người phụ nữ. Họ hy sinh sức lực, tuổi xuân, thậm chí cả cuộc đời mình rồi để mà chăm lo vun vén ở tổ ấm. Trong mắt phụ nữ, con cái và gia đình là hai yếu tố quan trọng nhất. Nếu như một ngày đột nhiên họ không còn quan tâm đến tổ ấm của mình như trước đây, thì đây chính là một dấu hiệu rất là đáng ngờ và cũng rất là đáng báo động. Ít chăm lo đến bữa ăn gia đình, đưa đón con cái hay kể cả những hành động yêu thương, những cái cử chỉ quan tâm dành cho chồng, thì có phải là tâm trí họ đang mơ về một nơi nào đó vui vẻ hơn, đẹp đẽ hơn dành cho họ và một người đàn ông thứ ba khỏe mạnh đang chờ đợi họ hay sao? Biểu hiện thứ ba của người đàn bà hồi xuân ngoại tình đó chính là bắt đầu có những đôi mối quan hệ không rõ ràng. Dấu hiệu này thường bắt gặp ở những người phụ nữ có sự nghiệp và có công việc ổn định. Với sự thay đổi về tâm lý, người phụ nữ hồi xuân thường không còn đóng kín bản thân mình như trước. Họ mong muốn có nhiều mối quan hệ hơn, có những cái sự lựa chọn thay đổi tư duy và môi trường sống triệt để. Trong đầu họ bắt đầu xuất hiện rất nhiều những cái câu hỏi, những suy nghĩ về việc mình sống cuộc đời này để làm gì,
mình cần phải tận hưởng cái cuộc sống tươi đẹp này đi. Nếu như trước đây người vợ chỉ biết ru rú ở trong nhà hay là cũng chỉ có quanh quẩn chồng rồi lại đến con, thì ở độ tuổi này họ như một con chim sổ lồng muốn bay đi tìm sự tự do cho mình với nhiều những cái mối quan hệ thú vị khác nữa. Sự tự tin, sự liều lĩnh, sự từng trải và sự tươi tắn đon đả của một người phụ nữ hồi xuân rất có sức hút đối với phái mạnh. Ngược lại, phụ nữ cũng dễ dàng rung động hơn với những mối quan hệ mới mẻ, thú vị với những người đàn ông khác giới trong lứa tuổi này. Và cái dấu hiệu thứ tư cũng không thể nào mà giấu được của những cái người đàn bà hồi xuân thèm còn lại, đó là tự dưng các bạn cảm thấy vợ có những cái yêu cầu về quyền riêng tư nhiều hơn, kể cả là trong việc sử dụng điện thoại hay là việc có những cái không gian dành riêng cho bản thân mình, những cuộc đi chơi riêng hay nhiều thứ riêng tư khác. Cũng giống như đàn ông, phụ nữ khi mà có những mối quan hệ mờ ám thì sẽ trở nên bí mật và kín đáo hơn, đôi khi lại còn hay giật mình hay là hay tự giải thích về mình nữa cơ. Bắt đầu cài mật khẩu điện thoại, mật khẩu cho các ứng dụng trò chơi, ứng dụng trò chuyện như là Facebook, Zalo, xóa lịch sử các cuộc trò chuyện riêng tư một cách sạch bách, đồng thời yêu cầu người chồng cho họ những cái không gian, những cái khoảng thời gian riêng tư trong ngày. Điều này làm tăng thêm sự hoài nghi của người chồng. Nếu như các anh là người tinh tế, nhạy bén và đủ quan tâm đến vợ thì các anh sẽ nhận ra những cái dấu hiệu này. Còn nếu như các anh lại là những người đàn ông rất là thờ ơ với vợ từ trước đến nay, vợ dùng điện thoại hay vợ làm bất cứ điều gì cũng không quan tâm, buổi tối vợ chồng cũng không dành thời gian cho nhau, mỗi người một chiếc điện thoại quay mặt vào mỗi góc giường, thì chắc chắn các anh sẽ không bao giờ phát hiện ra được dấu hiệu này. Các bạn thân mến, vừa rồi là 4 dấu hiệu không thể giấu của một người đàn bà hồi xuân đi ngoại tình. Đàn bà hồi xuân đã bước đến đủ lứa tuổi, đủ chín chắn, đủ trưởng thành để những cái dấu hiệu khác hay là những cái điều mà người chồng có thể từ đó mà phát hiện ra điểm nghi vấn, họ đều che đậy rất là kỹ. Thế nhưng dù có giấu kín đến đâu thì 4 biểu hiện vừa rồi chắc chắn cũng sẽ không thể nào giấu được. Thực ra thì việc gì cũng có nguyên nhân của nó, và tâm sinh lý phụ nữ lứa tuổi hồi xuân vốn dĩ rất phức tạp, bởi vì đây là một trong những cái giai đoạn mà cơ thể đúng là có những cái dấu hiệu hồi xuân, ham muốn cũng mạnh mẽ hơn đấy, nhưng cơ thể cũng đã bắt đầu bước vào thời kỳ lão hóa rất nhanh, rất mạnh mẽ. Sự đan xen giữa hai quá trình khiến cho phụ nữ gặp nhiều rắc rối liên quan không chỉ đến sức khỏe, đến tâm lý mà đến cả sinh lý nữa. Làn da, vóc dáng và tất cả mọi thứ dường như đang bị thời gian rượt đuổi. Làn da mịn màng năm xưa bây giờ đã xuất hiện rất nhiều những nếp nhăn, ngực thì chảy xệ, tóc móng thì ngày càng mỏng đi, càng nhiều sợi bạc. Sự tự ti về nhan sắc bao trùm khiến cho phụ nữ đôi khi còn không cả dám ngắm nhìn mình trước gương, ngại ngần khi đụng chạm và e thẹn, cảm thấy xấu hổ, kém tự tin khi mà cùng người bạn đời trải qua những cái giây phút ân ái. Và nếu như có điều kiện thì phụ nữ trong giai đoạn này thường lùng sục đủ mọi cách để có thể níu giữ vẻ đẹp của mình, chưa kể những yếu tố về mặt sức khỏe như là kinh nguyệt bị rối loạn, cơ thể bốc hỏa, mất ngủ, ra mồ hôi trộm vào ban đêm và khô rát âm đạo khi quan hệ, là những thứ mà khiến cho người phụ nữ cảm thấy thực sự là khủng hoảng với cái lứa tuổi của mình. Và hồi xuân thì chính là một trong những cái tia sáng cuối đường hầm với rất nhiều những yếu tố không tốt về mặt sức khỏe, thế nhưng lại đi kèm với một cái sự thoải mái, sự an nhàn về mặt đầu óc hơn khi mà gia đình, công việc và con cái cũng đã bước vào ổn định, có nhiều những cái thời gian để nếm trải những cái ngọt bùi thi vị của cuộc sống. Và có quá nhiều thời gian nên chị em lại nghĩ để xem là mình việc gì đã làm được, việc gì chưa làm được. Và tất nhiên là khi rảnh thì rất là dễ sinh ra nông nổi, nhàn cư vì bất thiện. Nhiều phụ nữ sau bao nhiêu năm cống hiến cho chồng cho con, bỗng một ngày cảm thấy cuộc đời mình sao mà lại hoang phí và tẻ nhạt đến như vậy. Thế nên nảy sinh nhiều những ý tưởng xấu, trong đó có việc thử nếm mùi chai lạ. Nhưng cũng một phần do tác động từ chính những thay đổi tâm sinh lý thời mãn kinh ảnh hưởng đến sinh lý lệch lạc của chị em, và họ sẵn sàng đi tìm những của lạ để thỏa mãn ý muốn của mình. Đó có thể là tìm một đêm với người yêu cũ, hay là một chuyến công tác ngắn ngày với đồng nghiệp, với những người bạn bè, thậm chí là với một cậu trai trẻ chưa vợ, nếu như với những phú bà lắm tiền. Và đặc biệt là sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như rất nhiều những cái luồng thông tin ngày nay
Thông tin chính thống cũng có, mà thông tin có thể thúc đẩy và khiến cho chị em phụ nữ bùng nổ hơn về mặt tư tưởng cũng không ít. Nhan sắc xuống cấp khiến cho nhiều người phụ nữ vừa tiếc nuối thanh xuân của mình, vừa lại muốn làm sao để mình có thể sống dậy một lần nữa, không muốn bị gò bó, không muốn ép mình theo những cái khuôn khổ giáo điều trước đây, mà muốn sống cuồng nhiệt, muốn sống khác biệt và muốn sống phóng khoáng hơn. Từ đó họ thích được ra ngoài gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn, đặc biệt là với những cái người đàn ông. Họ tham gia nhiều hội nhóm hơn, thường xuyên có những cái cuộc gặp mặt các thành viên. Độ tuổi này lại còn rất là dễ rung động cho những người đàn ông từng trải nữa. Và nếu như những người đàn ông và những đánh trúng vào cái tâm lý mà cuộc hôn nhân cũng đã bắt đầu có những cái dấu hiệu của sự tẻ nhạt, hay là 30 năm chung sống cùng với nhau không thể tránh khỏi những cái sự nhàm chán, và rồi với cái tâm lý bồng phát, thì rất nhiều chị em đã lựa chọn con đường ngoại tình để tìm kiếm những sự mới mẻ cho bản thân. Và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay chúng tôi vừa xin phép được chia sẻ cùng với các bạn 4 dấu hiệu mà dù rằng người đàn bà hồi xuân ngoại tình có giấu kỹ và có gian xảo đến đâu cũng khó lòng có thể che giấu được. Hy vọng với việc chia sẻ những cái dấu hiệu rất cơ bản này thì các bạn cũng đã có thể biết được và bắt bài một chút được những người phụ nữ đang ở trong tình trạng và rất là nghi vấn này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và đồng hành cùng với chúng tôi trong video ngày hôm nay. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.